đích hôm nay là thật Quang muốn đưa cái đề tài này ra cho mọi người mổ xẻ là gì, để mọi người cùng nhìn nhận xem cái mục đích, cái đường hướng của phản động họ thay đổi cái cách mà họ làm live, làm diễn đàn đó với cái chủ đề mới là nhằm vào cái điều gì và mới mục đích chính là gì đó. Thì hôm nay là cái chủ đề là như vậy. Thì thưa quan xin mời mọi người, xin mời Tháp AK hôm nay chơi cái đầu đẹp, quả đầu đẹp quá. Chào Ôm em. mới mới cắt mới cắt chào chào anh, chào mọi người. Em không nhìn thấy ai viết gì đâu, em lên em nói sơ sơ qua tóm gọn thôi. Thì em thấy những cái vùng giống như là Amazon không, hoặc là sa mạc, nó cũng có những cái cây mà nó ăn hay ăn thịt côn trùng á. Thì những cái cây này á là nó chỉ có ăn được mấy cái con trùng nhỏ nhỏ thôi, giống như là cái vụ việc có thằng bé 17, 18 tuổi ấy, du học sinh, nó giật lá cờ kia ra thì có mấy ông già coi như là muốn ăn tươi nuốt sống nó. Chưa gặp em là em coi như là ồ mẹ nó không có cửa. Nói thật chứ, những người mà trưởng thành á, khoảng tầm ba mấy 40 tuổi trở lên là cái đám già này nó không có cửa. Bên này em vặt đầu vặt cổ từng thằng một rồi. Đây là cái bỉ này là mấy thằng nó hồi xưa cách đây khoảng tầm mười mấy năm trước á, nó ra đường cũng mấy trăm nghìn người biểu tình á, rồi bây giờ còn có le que mấy thằng cái năm 2017 á còn có khoảng tầm 10 ông đó. Thì lúc đấy em cũng không có ra mặt, thì em kêu mấy cái thằng dẹp mà mấy thằng kiểu như Maroc, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ gì á, kêu mấy thằng bạn ra coi như là nó ra nó túm túm cổ coi như là mấy ông cứ đái ra quần mà. Chào Mai, chào Lê Mai. Cho nên là Thì thế này nè Tháp AK, thì như 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 cái chủ đề anh muốn đưa ra đó, thì theo Tháp AK thì Tháp AK thấy thế nào? Tức là các diễn đàn bên nước ngoài bây giờ nó đang trái chiều đó, họ thay đổi phương hướng, tức là họ sẽ êm đềm hơn, họ sẽ nhẹ nhàng hơn, và họ đưa ra những cái chủ đề mà giống như là họ khuyến khích mọi người tham gia cộng đồng mạng á, đều lên chia sẻ và đưa ra cái gọi là cái góp ý, cái góp ý về cái xây dựng đất nước, góp ý về làm kinh tế đất nước ra sao. Đại khái là như vậy á. Thì theo theo Tháp AK, theo góc nhìn của Tháp AK thì mục đích của họ đưa ra những cái điều đó là về về vấn đề gì? thì Theo Tháp nó AK em nhìn nhận. theo 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 em á là nói chung chung cuộc mà nói thì nó muốn là bêu dếu đả phá, rồi cái mục đích chính của chúng nó là làm sao để cho có nhiều người lên 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 chương trình của nó đấy. Nhiều người lên thì sẽ có nhiều người theo dõi, nhiều người theo dõi thì cái view nó cao thì nó quy ra tiền. Chứ thật tế ra á, là nó cũng không có làm được, kể cả màu mềm mỏng uốn éo nó không có thể nào làm được bất cứ một cái gì. Cái này là em nói thật, nhưng mà trong cái vấn đề của tụi nó ấy, là chúng nó muốn như là mềm mỏng để cho nhiều người lên để chia sẻ, thì anh chị em mình á cũng chịu khó vào đấy cũng nêu ra những ý kiến, tại vì mình bây giờ xây dựng mà người ta đóng góp thì anh em mình thì thay phiên nhau cũng lên đóng góp thế thôi, mình nói đúng sự thật đúng không. Thì những cái thằng Đúng mà nó được mời lên á toàn là bóp méo. Tại sao? Cái điều này là chúng nó không có một cái kiến thức gì về kinh tế, xã hội, chính trị, vân vân và vân vân, kể cả thể thao nó cũng không biết luôn. Thì bây giờ rồi. mọi vấn đề trên trong cái xã hội này nó bắt nguồn từ chính trị trở ra. Chính trị ổn định nó mới dẫn đến xã hội coi như là công bằng, bình yên, thì nó mới dẫn đến kinh tế phát triển tốt. Thì những cái yếu tố này nó không có biết được thì làm sao mà nó nói chuyện gì. Nó chỉ có tối ngày Đúng. cứ như là Bác Hồ trong lăng Ba Đình vân vân, nó xuyên tạc về những cái coi như là những cái thối tha bẩn thỉu nhưng dơ nhưng đáy nhưng của chúng nó nhưng nói nhưng ra. nhưng mà theo Tháp AK đó, để Vâng. giữ cho một đất nước có sự ổn định, cái sự yên bình như Tháp AK vừa nói đó, thì theo Tháp AK thì cái vai trò lãnh đạo á, họ có tuyệt đối trong vấn đề này không? Tức là họ có làm tốt công việc của họ không để giữ cho một đất nước nó có sự ổn định, cái sự yên bình và sau đó là kinh tế phát triển đi theo, theo góc nhìn của cái Tháp này AK là đó. cái này là nhất định rồi. Ở bây giờ em không có sống ở Việt Nam thì em không có dám
nói chắc chắn 100% là em khẳng định được ở Việt Nam, nhưng mà em sẽ nói sơ qua về cái xứ em đang ở, có nghĩa là em đang ở Bỉ. Thì trong vòng 5 5 năm trước, có nghĩa là từ năm 2015 trở về, là trở về thì quay lại đó, thì từ năm 2010 cho đến năm 2015 là Bỉ này nó không có một chính phủ, tại vì nó sẽ chia ra thành ba ba đảng phái mạnh nhất, có nghĩa là đảng mạnh nhất là đảng đảng trung tâm, đảng đảng trong vực khu vực trung tâm, chẳng hạn như là ở trong Nam thì có thành phố Hồ Chí Minh, ngoài Bắc thì có Hà Nội, kiểu vậy đó. Thì hai hai đảng mạnh khác nữa là một đảng nói tiếng tiếng Hà Lan và một đảng nó nói tiếng Pháp. Thì ba cái đảng này đấy nó tranh giành nhau đó, thằng nào cũng không muốn cho thằng nào lên, thì nó bị khủng bố đó. Cái vụ nó bị khủng bố coi như là vì cái vấn đề là không không có chính phủ, nó không bầu được chính phủ ra Coi như không có sự thống đó, nhất đúng không? Không có không có thiếu cái sự sự thống nhất thống nhất à. thôi đó. Chúng bề ngoài đấy thấy vậy thôi, bề ngoài nhá, chúng nó rất là bình thường, nhưng mà trong đó nó có nhiều cái tham ô. Để em ví dụ cho một cái tham ô như thế này cho mọi người hiểu rõ cái tham ô của cái bọn Tây Lông như thế này này, là khi một con đường nó sẽ làm đúng không, thì nó phải ra cái kế hoạch tầm 3 tháng hoặc là 6 tháng, phải không anh? Thì trong 3 tháng đến 6 tháng đó thì nó có bao nhiêu công nhân làm trong một ngày đó. Thì cái vấn đề cái đường, mỗi một con đường nó sửa đó, nó kéo dài tới nhanh nhất là 2 năm, không thì 5 năm. Mà một con đường nó rất là bình thường thôi, nói thiệt sự rất là bình thường, nó kéo dài mà trong cái thuế nó khai đó, ai biết được nó khai 10 10 thằng, 15 20 thằng, mà lâu lâu em đi ngang qua chỉ có le que một hai thằng, làm à. Thì cái tiền đó nó về đâu? Ở ở cái xứ em ở này là cái Bỉ nó không có lớn lắm đâu, mà khúc nào nó cũng sửa hết á, sửa hết khúc này đến khúc khác lại sửa khúc nữa. Những cái đường mà đường ray của Giao thông thành cặp lợi. xe xe điện á, thì mặt trên trên mặt đường thì nó có đường xe điện, phải không anh? Hồi Đúng xưa em rồi. ở cái khúc đó nó thuộc về chín quả địa cầu á, thì em ở Bỉ mà nó đại biểu cho khối châu Âu này. Thì cái khúc đó cứ 2 năm sửa một lần, 2 năm sửa một lần, nói mà nhiều khi coi như là nó điên luôn ấy, tại vì mỗi một lần sửa thì nó phải chặn đầu chặn đuôi đúng không, thì bắt buộc những cái xe khác ấy, nó Cản trở vòng lưu thông tới đúng vòng không? lui à đó. Thì nói chung là nhà em thì cũng có nhiều bạn bè từ ở nước khác tới, chẳng Chào hạn chú như là Khâm. Mỹ, Canada, Úc, Hà Lan, Pháp, rồi Thụy Điển, La Uy, Thụy Sĩ. Tới tới chỗ em chơi thì người ta muốn là tới đó ngắm cảnh. Thì khi mà người ta tới dòng dòng ở bên châu Âu này ấy, thì có những người ta chạy từ Thụy Điển chạy khoảng tầm gần 2.000 km sang bên chỗ em, mà mất cả ngày trời mới tìm được cái chỗ đậu và đến coi như là chỗ nhà em. Anh thấy coi như là có bực mình không? Đúng rồi. Đó, Coi tại như là sao nó theo theo không theo theo dạ. theo ý của Tháp AK nói đó, là tức là giữa đất nước Bỉ chính vì họ phân chia ra là ba bốn đảng gì đó, đâm ra là có sự cua răng với nhau, đâm ra nó dẫn đến cái công việc nó trì trệ đúng không ạ, nó xáo trộn đúng không, nó không có được Ừ, xuyên suốt và nó nhanh đúng không? cái không 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 cái này thì cũng đúng rồi. Nó có một cái đường nối như là tham ô rất là vẹn toàn, nói chung là nó cướp một cách trắng trợn, có giấy tờ luôn. Thì đằng đằng À, hợp đằng đằng pháp bề à, mặt đấy, nó đó coi như là là tham nó ô hợp hợp pháp pháp hóa đúng không, luôn. à hợp pháp Không, hóa bởi vì em thì hồi xưa em mở nhà hàng, rồi em sửa xe, rồi nói chung là em sang bên này thì dân ngu cu đen không có học nhiều nên là làm chân tay là chính. Thì bây giờ em cũng làm nail, em mở tiệm làm nail, thì khách của em bây giờ á, tại vì ngày nào coi như là tiệm em cũng tiếp xúc coi như là vài chục người Tây, thì có những người người ta làm ở trong cái NATO á, là trong Khối cái chính ủy của Bắc Đại Tây Dương á. Thì NATO. cái dịch năm ngoái đó, khoảng tầm tháng 5, tháng 4, tháng 5 đó, là nó mới dịch á, là người ta kêu là sau bao nhiêu ngày đó sẽ đóng cửa. Đó. Thì em nói là vừa đóng cửa thì chắc rồi.
Rồi đóng cửa khoảng bao lâu, 1 tháng không? Bà kêu không bao giờ dưới 3 tháng. Kêu bà nói gì kỳ vậy trời, ông mẹ đóng vậy coi như là chết mẹ con người ta. Em không tin. Xong rồi sau đó đóng cửa nhá, nó kéo dài tới hơn 3 tháng. Đó, thì bà ấy mới nói với em là mới mới đây này, cách đây khoảng tầm 10 ngày trước, bà nói em á, nhà tao có chết cũng không có tiêm cái vaccine á. Hỏi tại sao? Tại vì trong cái này nó có vấn đề. Mày thấy là từ năm ngoái có dịch đến năm nay á, tao với mày với lại nhiều người khác đâu có vấn đề gì đâu, đúng không? Nó kêu sao sao vậy? Thì thật sự ra á, cái vấn đề của nó là nó có vấn đề, nhưng mà nó còn một cái vấn đề khác là trong cái vaccine đấy nó sẽ khống chế được cái tuổi thọ của con người. Ví dụ bây giờ nhá, Tây là nó làm đến 65 tuổi nó về hưu phải không? Khi mà người ta về hưu á thì trung bình tầm 1.000 1.300 đến 1.500 tiền cho euro. Thì cái tuổi người ta sống từ 65 tuổi đến cái như là 85, thậm chí có người sống đến cả 95 tuổi thì cái bảo hiểm á nó trả rất là nhiều, bảo hiểm y tế, xã hội, vân vân, nó trả cực kỳ nhiều. Mà trung bình á là em ngồi em tính là 10.000 người rơi vào 10 năm nó rơi vào khoảng tầm 180 tỷ. Đó. À, thì bây giờ cái vaccine á là nó sẽ khống chế được cái tuổi thọ con người. Ví dụ bây giờ mình 65 tuổi về hưu, đến khoảng tầm 70 tuổi nó cho mình sống khoảng 70 tuổi. Nếu mình muốn sống nữa thì mình phải bỏ tiền ra để mua cái thuốc giải, giống như là trong cái phim mà Tiếu Ngạo Giang Hồ có tức ra tôi như là chúng chúng độc rồi thuốc giải tôi lùm ra đó. Thì Coi như là cái sống bà sống coi như là sống theo định mức luôn đúng không? Coi như của nó là dạ nó cho dạ sống dạ theo định mức luôn. dạ thì bây giờ anh nghèo thì anh chết mẹ luôn đi, đúng không? Mà anh giàu thì anh bỏ tiền ra để anh mua cái mạng sống của anh để sống tiếp. Đấy là cái bà này là vợ của một cái ông làm ở trong Bắc Đại Tây Dương, bà nói với em như vậy. Thì lúc trước á em có nghe mấy người Tàu với lại mấy người Tây người ta nói rồi, em cũng giả 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 điên giả khùng để nghe coi như là cho nó có chuyện để nghe làm sao, đúng không? Và bà nói như thế luôn. Thế này là Thái Ba Ca nè, Dạ. để mình đi vào cái chủ đề chính đó, thì cái chuyện bên nước Mỹ thì Thái Ba Ca chia sẻ như vậy thì anh rất cảm ơn, là nó cũng phần nào để cho người dân trong nước người ta thấy được. Thì là để vào đi vào vấn đề hôm nay thì có một cái câu ở khách mời dưới họ muốn đưa ra, thì anh sẽ đọc cho Tháp AK nghe. Thì cái câu này nó hơi dài á, Tháp AK Dạ nghe dạ. kỹ và Tháp AK nhìn nhận cái câu này như thế nào nha, và anh sẽ đọc cho Tháp AK nghe. Lợi dụng việc đảng và nhà nước luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân và mọi tầng lớp trong xã hội để khách quan và hoàn thiện các chủ trương phù hợp với thực tế, phản ánh đúng vai trò làm chủ của nhân dân. Hiện nay một số cá nhân và tổ chức có xu hướng trái chiều lợi dụng triệt để vấn đề này. Chúng không công kích trực diện như trước mà dẫn dắt tư tưởng người nghe và tham gia nhầm lẫn giữa đóng góp ý kiến xây dựng với việc bóp méo thông tin. Có nghĩa là ý là trong cái câu này người ta nói là những cái thế lực trái chiều họ lợi dụng vào điều này và họ sẽ mở những cái like, những cái đàn gì đó, họ dẫn dắt với cái tiêu chí là kêu gọi người dân đóng góp ý kiến. Nhưng cái độ mà thâm độc của họ ở đây á, là họ lại có sự là lèo lái và đã khiến những người tham gia họ không nhận thức được là việc đóng góp ý kiến xây dựng với cái việc mà bóp méo thông tin về chủ trương chính sách của nhà nước, đúng không? Và với mục đích cuối cùng nhằm gây ra sự phân hóa mâu thuẫn trong cộng đồng giữa những người yêu nước tham gia không gian mạng, tiến tới tư tưởng yêu nước không có nghĩa là tin đảng, tin vào chế độ. Có nghĩa là giống như là Tháp Ba Ca chắc từng nghe một số cá nhân nó rêu rao là chúng tôi yêu nước không yêu đảng, nhớ không? AK có thường nghe cái câu đó không, trên Có những cái đài nghe trái thường chiều xuyên mà đó anh, nghe đó thường xuyên đó mà. thì đó thì đó với cái câu này thì theo Tháp Ba Ca nghĩ cái câu này có hoàn toàn là hợp lý hay không? Cái này làm sao mà hợp lý được?
Rồi bây giờ yêu yêu nhân dân thì ai coi như là ai chủ trì, tại vì trong một cái tập đoàn, một cái công ty thì phải có chủ tịch chứ, rồi có Đúng hội rồi. đồng quản trị, phải có trên có dưới, rồi ở trong một căn Ừ. nhà có bố có mẹ đằng sau với Ừ. con. Giống Ừ. như bây giờ em ví dụ một cách coi như là nói thô thô một chút đi, cục Ừ. cất nó phải có đầu có đuôi chứ anh, Ừ. đúng không? Thì coi như là tự nhiên Đúng rồi. yêu nhân dân bây giờ làm ra sản phẩm đấy, thì chính phủ là người đi bắt mối, đúng Ừ. không? Đi ký kết văn Kiếm bản đối bao tác. nhiêu thứ Ừ. chứ. Ừ. Ừ, nếu mà không có Tức chính là phủ thì làm sao? đúng rồi. Tức là Tháp AK đang đang phản biện lại cái luận điệu gọi là yêu nước không yêu đảng, đúng chưa? Tháp AK đang phản biện lại cái luận điệu đó Là của những thế lực trái chiều, đúng không? Ok là em. Xin thế mời em bây tiếp bây tục. giờ nhá, bây giờ giống như là năm ngoái thì những cái vụ Thanh Long thì em không bàn tới, thì em bàn vài điều thôi. Nếu mà nhà nước người ta không có ký kết rồi có bảo hiểm đền bù lung tung beng hết thì xuất đi đâu, đúng không? Đúng rồi. Thì xuất được ra ngoài thì mình được 50.000 một cân, còn đâu là xuất tầm bậy bạ, nó ép giá cho coi như là còn có 5.000, đúng không? Lúc đấy kêu ai rẻ quá coi như là cũng đâu được. Bây giờ mình có phải có làm ăn cái gì mình cũng phải có hợp đồng đàng hoàng, mình không có cần phải bán tới 50.000, mình bán 30.000 hoặc 50.000 thì hàng ít hàng nhiều thì mày cũng phải ký trong cái hợp đồng ấy, mày lấy 5.000 tấn là mày phải bắt buộc lấy 5.000 tấn chứ đâu có được coi như là hôm nay mày nói coi như là mày lấy 100 tấn, ngày kia mày nói 7-8.000 tấn, đâu có được. Là 5.000 tấn là phải 5.000 tấn, là phải có hợp đồng bài bản. Giống như bây giờ em đi mở tiệm hùn với người Chào anh ta Tân Văn Mai. thì bắt Ừ. buộc em phải mướn luật sư để làm một cái văn bản, luật sư nó sẽ làm cho em là em muốn những cái yêu cầu, những cái vấn đề gì gì gì, rồi cái đối tác của em là muốn cái vấn đề gì 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 trong đó, xong rồi làm xong luật sư nó mới mang lên trên tòa để đóng dấu. Khi mà có vấn đề gì ấy thì cứ theo đó mà làm lên trên tòa, muốn người trình bày cái gì lên trên tòa. Tại người Việt mình ấy làm ăn thua mấy thằng Tây và mấy thằng Tàu ấy là chỉ có nói mồm thôi, chỉ có nói mồm, không có văn bản gì hết. Giống như bây giờ nó kêu Đúng là rồi, không có giấy yêu tờ. nhân dân ở đâu? Ồ, yêu nhân dân mà chúng nó coi như là ra đả Bác đảo, tỏ không cho hàng vài hóa, không cho hàng hóa của người Việt Nam mình xuất sang châu Âu, xuất sang Mỹ. Thế yêu là yêu như thế nào? Những cái tôm đó người ta cực biết là bao nhiêu để người ta làm ra những con tôm đó, chúng nó ăn hết không? Cho nên là phải có nhiều người lên tiếng. Tại những cái người ấy nó mời lên ấy, em để ý rất chi là nhiều, nó chỉ có xuyên tạc. Tại vì xuyên tạc ấy nó rất là thuận mồm, anh hiểu không? Rất là dễ đó. Khi mà mình vào cái vấn đề của chúng nó ấy, là chúng nó mình sẽ vặn nó không có cửa để nó thoát ra. Anh nó cho mình lên thì mình còn cảm ơn nó nhiều. Em nghĩ đây là một cái chiêu chúng nó tự đập đầu vào tường, nói thẳng luôn một câu. Tại em nhìn thấy cứ như là có mấy anh em á lên trên này nói ai cũng nói chuẩn hết, nói sự thật hết. Tại vì những cái sự thật nó bao giờ cũng được thuyết giảng trình coi như là thuyết phục nhưng mà người nhưng nghe mà hơn. nhưng 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 mà Tháp AK vì ý nói vì vấn đề thí dụ những người lên tham gia hiểu có hiểu biết thì đã không nói, đúng không ạ? Nhưng mà ở cái Vâng. vấn đề đây á, là những cái like đó nó cái người dân người ta nghe, cái người dân người ta nghe thì theo Tháp AK đó thì nó có sẽ ảnh hưởng gì tới người dân không, thí dụ như họ sẽ hoang mang, đúng không? Tại vì giữa có hai cái hai hai luận điểm, một luận điểm chính và một luận điểm gọi là trái chiều, thì người có khiến cho người dân hoang mang không? Theo Có chứ Tháp anh, cái AK, này cái đó là cái có là thì đó thì chính thì ở đây là cái mình này nói là là em mình sẽ nhớ mình muốn tìm hiểu về cái mục đích là của những diễn đàn trái chiều là họ đang thay đổi cái chiều hướng, đúng không? Họ đang thay đổi chiều là hướng như là thế giống như này, mà đó. là để em ví dụ một cái rất là bình thường thôi. Tại vì ở bên này em cũng hay chơi với lại những dân mà Việt Nam Cộng Hòa chính cống nhá, không phải là dân Bắc Nam Tư nhá. Bắc Nam Tư thì em coi như là em không có chơi rồi, tại vì cái đấy là cái bọn ấy là rất là mất dạy, nói thẳng một câu.
cái đó là đại đa số rất là mất dạy. Em không biết là ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở bên bên chỗ em này ấy, cái bọn mà Bắc Nam Tư ấy cực kỳ mất dạy, thì em không có bao giờ chơi nữa. Giống như thằng Tùng Lê đấy, hồi xưa anh em rồi anh em cũng chơi với anh em nó, rồi bây giờ em cũng cạch thằng anh em không chơi với thằng anh, thời thằng em đâu đâu có liên quan gì đâu, em cũng cạch luôn, không chơi là không chơi đó. Thì em nói anh là những người mà có cộng hòa, mà có những người rất chân chính nha, người ta cũng có giúp đỡ em, rồi có những người người ta mải làm ăn, người ta không có xem tin tức thời sự, và có những người người ta có xem nhưng mà người ta sẽ xem những cái đài những cái bài mà bóp méo sự thật, giống như là FA rồi Hoa rồi linh tinh mủng mấy đó ấy. Thì có lâu lâu em cũng có tới nhà người ta chơi, hoặc là người ta tới nhà em chơi đó, thì người ta cũng nói về bãi, tại vì cách đây khoảng tầm năm hơn năm đúng không, năm mấy đó, thì có cái vấn đề là bãi tư chính á đó, người ta nói là ồ mất này kia rồi. Thì em coi như là trước đó thì em cũng hay xem, tại vì em cũng hay lên đây chọc, chủ yếu là lên đây chọc chó chơi cho nó vui thôi, không chứ chẳng ăn nhầm gì đến cái mạng xã hội này, tại vì cuộc sống của em đâu có phải nhờ vào cái Facebook hay là cái YouTube này đâu, sống của em là nhờ vào khách hàng để giũa móng để sống đó. Thì em cũng có xem, thì em bỏ ra đó cho người ta biết được là ở giàn khoan của mình đặt ở những chỗ nào, sao cái gì nguyệt sao vàng rồi cái này cái Sao kia, vàng đại thì nguyệt, em sẽ sao vàng đại nguyệt. thì em sẽ dẫn chứng cho người ta xem, người ta kêu ồ vẫn còn à. Tại vì có những người thật sự người ta Đúng rồi, không biết tuy người ta rằng bị bưng bít chế thông độ tin. cũ là người ta tuy rằng chế độ cũ nhưng mà thật sự người ta rất yêu nước, nói thẳng. Thì mỗi một lần ấy, mẹ em về Việt Nam á, thì có những cái người mà ở Việt Nam Cộng Hòa thời xưa đó, người ta cũng già rồi, nói thật ra thì những người đó thì năm nay cũng như là sắp xỉ 70 hoặc trên 70, nói thẳng một câu là người ta có tâm, người ta Đúng rồi, có quyên góp đưa cho tiền mẹ em về để giúp những trẻ có em coi cái như trường hợp là đó, bị có bỏ rơi. nhiều chứ, đúng rồi, trường hợp đó nhiều luôn á. Đó thì có những cái thằng mà chó ăn cứt, giống như thằng Trương Quốc Huy ấy, nó sẽ bóp bóp méo đi, rồi nó sẽ nói một cái chiều hướng khác để xin những cái tiền người già đó, là những cái thành phần này là khốn nạn, giống như là nó sẽ nói là những cái hài cốt liệt sĩ rồi như là bỏ rơi ở ngoài coi như là cánh đồng trong rừng này kia, rồi nó muốn quyên góp để nó cho người về để xây dựng đó. Thì cái clip mà bác Thanh Sơn ấy, không bác đưa người đi đảo rồi bác cái có cho những người ngụy xưa tới xem, có là người của Việt Nam người ta làm hoàn toàn, chứ không phải là tiền của Việt kiều gửi về để làm, tiền của Việt Đúng kiều để cho chúng nó đi ăn rồi, nhậu, đi chơi gái đúng hết, rồi, đi đúng casino hết. À cái này là em nói thì có những cái đấy em, tại vì đầu óc em cũng đần đần ngu ngu, em không được gọi là nhớ nhớ nhiều, bởi vì hồi xưa em cũng đập đầu nhiều rồi, phải không? Em coi như là cái thành phần như này nó có mấy chục nốt nốt khẩu đây này, nên là nhiều khi em nói nó quên trước quên sau à, thì mọi người thông cảm nghe được chỗ nào nghe không, thì tính em cũng hơi bức xúc đó. Thì nói đến đây thì nói thật ra thì ở bên này thì có những người người ta có lòng tốt thật sự, mà em muốn trước khi em mua em trả lại diễn đàn cho mọi người các anh chị ấy, thì em muốn nói là ở bên nước ngoài, bên châu Âu, châu Úc, châu Mỹ đấy, có cũng không phải ít, là cũng nhiều nhiều thôi, cũng không phải là nhiều nhiều lắm, rất là Hãy khinh những người chào vợ phèo. những người mà mới sang, hoặc là những du học sinh. Thì em có nghe qua có một người đó, người ta cũng rất là cực đoan, người ta nói đám du học sinh là đám lợn rồi đám coi như là chó cộng sản sang đây linh tinh bụng. Em cũng chửi thẳng mặt mà, người ta có tiền người ta sang đây đi du học cái ăn đéo thì cỏ nhà các ông, mẹ các ông coi như là chó đẻ nó vừa thôi, người ta sang đây người ta ăn hết của cải của các ông à. Em nó sang đây thì nó đi học, học thì có kiến thức đó, ít ra đó thì nó phải giúp được trong cái đời sống của nó và gia đình nó không có ăn cắp ăn trộm cỏ nhà các ông
Em chửi thẳng luôn là bên này coi như là nói thật ra chứ thấy em vậy thôi, coi như là em được cái là hài hòa, ai em chơi được hết đấy, Albany, Romani, Bulgari, vân vân, coi như là tàu Tây ta Việt gì hết em chơi láng hết, kể cả mày ngụy hay lâm tư thì em chơi hết. Nhưng mà em thích chửi thằng nào là em chửi à? Đó, tính em cũng Nào đổ nào bóng tào lao là chửi đúng không, nào tào lao là chửi đúng không? ừ đó. Trước khi Tháp Băng Ca xuống á, thì nên xin hỏi Tháp Băng Ca này nè, với Tháp Băng Ca á, thì cái luận điệu của họ yêu nước không yêu đảng thì nó có đúng đắn hay không? Nó là sai hoàn toàn. Bây giờ nó yêu nhân dân gì, nó yêu nước gì, thì những lần cái như là người dân của mình bán hàng đi nước ngoài đấy thì nó quảng cáo đi, nó quảng cáo coi như là nó bắt mối đi, nó giống như em coi như là mua hẳn cái tivi để em ở để ở tiệm nó, rồi em bật lên những cái phong cảnh của Chương Việt trình Nam, trong nước rồi những đúng cái món rồi, ăn của những chương Việt trình Nam trong để nước. em quảng cáo cho khách hàng Tây. Trước trước dịch này này khoảng tầm trong 3 năm đó em cũng giới thiệu được hơn 30 người đến Việt Nam du lịch. Tại sao nó không làm như em đi? Đúng rồi. Nếu mà nếu nếu mà nó mà vì người dân, bởi sao những người ở nước ngoài người ta vào Việt Nam chơi thì người ta phải xài tiền, xài tiền thì nhân dân buôn bán được. Đây là chúng nó lúc nào cũng hô ở bên Việt Nam á, ăn như là bị độc hại đấy, đừng có về, ủa chết người đấy. Em nói thiệt chứ nghe ở trên này, chứ ở ngoài đường em nghe thấy là ồ kiểu gì kiểu em thì hay có cái trò như thế này, em không đánh người đâu nhưng mà em căn căn ấy, nó đi cầu thang em đạp mẹ nó xuống đó, cùng lắm thì đi đi lên đồn cảnh sát ấy, thì coi như là tai nạn thôi, làm kiểm điểm Lỡ có lỡ lẽ gì chân đâu, đúng không, coi như lỡ chân đúng lỡ chân thôi, giống không? giống như là cái tội mà cái tòa nhà mà ở cái trên gác thượng Dinh Độc Lập á, không nó thấy coi như là quá tải cái trực thăng rồi thì nó đạp mẹ nó biết gì đi, coi như là nó kêu là trượt ổ sao, rồi sếp nó hỏi xuống sao mày không cứu người ta, kêu ô xin lỗi, coi như là lúc đó chân chân tôi không hiểu sao coi như là bị cua chân, nó bị lạc đúng ở đó đó đó, đúng vậy thôi, đúng không, đánh đấm làm cái gì, nói thẳng ra một câu chứ. Bây giờ em kêu bạn em á, nó coi như là ủ vãi cứt đó, nó quăng mặt tiệm hoặc là cong quăng thẳng vào mặt cũng được, nó đâu cần phải ra mặt đâu, Trời thấy ơi, không không nói hôm khai không hết chứ chơi sao. chơi không chơi Quá chơi với lại tính em thì cũng hiền, cũng hay giúp người, nhưng mà rồi. những cái người mà người ta động đến dân tộc mình, có nghĩa là bây giờ người ta xuyên tạc về dân tộc của em, đúng không? Tại vì hồi xưa ấy, ông cha coi như là đi đánh giặc hy sinh biết bao nhiêu người, đúng, cũng rất là khổ, kể cả mẹ em, đời mẹ em phải ăn củ chuối, ăn củ lăng, coi như là miễn sao có cái củ gì ăn được là ăn hết đó, nhiều khi ăn coi như là ngứa người ngứa cả 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 tuần trời đó. Đúng Em rồi. phải, em nghĩ đến những cái đó đấy, cho nên là em rất là uất ức cái đám này đó, chúng nó ở trước mặt em ấy, em bằng mọi cách coi như là em phải triệt hạ nó hả. Thôi em cũng xin xin phép anh và mọi người, cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn Tháp Ba Gai nha. Rồi, chào anh. Rồi, chào em.